Xin chào các bác nông dân, hôm nay tôi rất vui được chia sẻ một sản phẩm hữu ích cho việc trồng trọt siêu ra hoa đồng loạt, giải pháp giúp cây ra hoa nhiều và đậu quả đều. Vậy siêu ra hoa đồng loạt có tác dụng gì? Sản phẩm này giúp cây ra hoa cùng lúc, tăng khả năng đậu quả, hạn chế cây bị nghẹn hoa nghẹn quả. Nhờ đó cây trồng khỏe mạnh, năng suất cao, hứa hẹn một mùa vụ bội thu cho các bác. Siêu ra hoa đồng loạt dùng được cho nhiều loại cây trồng như lúa, ngô, đậu nành hay các loại cây ăn quả. Cách dùng cũng rất đơn giản, các bác chỉ cần pha loãng sản phẩm với nước theo hướng dẫn trên bao bì, rồi phun đều lên cây khi cây chuẩn bị ra hoa là được. Điều quan trọng là siêu ra hoa đồng loạt rất an toàn cho cây trồng và môi trường. Sản phẩm được làm từ các thành phần tự nhiên, không chứa hóa chất độc hại, đảm bảo sức khỏe cho các bác và cả cộng đồng. Không chỉ vậy, sử dụng siêu ra hoa đồng loạt còn giúp các bác tiết kiệm chi phí phân bón và công sức chăm sóc. Khi cây ra hoa đồng loạt và đậu quả nhiều, các bác sẽ bớt vất vả hơn trong việc chăm sóc từng cây. Tôi hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bác trong việc trồng trọt. Để biết thêm chi tiết và đặt mua sản phẩm, các bác nhỏ ghé thăm trang web theplant.vn nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác một mùa vụ thành công và bội thu. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.